Dạ em mến chào quý cô chú, quý anh chị. Em là An đây, kênh Nhà Đất Bến Tre Giá Rẻ nha anh chị. Hôm nay em sẽ giới thiệu với anh chị một miếng đất mà trên mặt tiền đường này luôn nè. Này là quốc lộ 57B nha anh chị, là tỉnh lộ 883 cũ của mình á. Đất em giới thiệu với anh chị là đây nè. Cái diện tích là 1.800m2. Chiều ngang của mình đó là 16.5m lận từ cái nhà đó qua bên trụ này nè, là 16.5m đấy anh chị. Còn địa chỉ đất là thuộc xã An Quá, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre anh chị. Mình đối diện tiệm vàng Đặng Khá 4 luôn nè, tiệm vàng đây nè. Bên đây là Thế Giới Động, kế bên là Bách Hóa Xanh, phía trước mình là cầu An Quá anh chị. Nếu mình qua cầu là Bình Đại ha. Mình đi khoảng 4 cây số đó là mình tới được khu công nghiệp Phú Thuận anh chị. Khu công nghiệp lớn lắm. Lớn cỡ khu công nghiệp Gia Long của mình à. Đất của mình này nằm trên mặt tiền quốc lộ 57B này nè. Là tỉnh lộ 883 cũ á anh chị. Hướng này là mình đi khu công nghiệp Gia Long ha. Đó, mình đi khoảng 6 cây số là mình tới được khu công nghiệp. Nếu mà anh chị đi 3 cây số là mình tới được cảng Gia Long ha. Vừa tới cảng Gia Long, mé bên tay phải của mình á là qua 3 cây số tới dòng xây cảng Gia Long chứ. Mé bên tay phải mình á là qua cảng Gia Long, còn mé bên tay trái mình là đường Quỳnh Tấn Phát á. Đường Quỳnh Tấn Phát là trục đường chính nối liền từ thành phố Bến Tre, mình qua Phú Hưng. Đó. Rồi mình đi ngang đường 173 mới luôn á anh chị. Đó, rồi mình tới khu công nghiệp Gia Long. Từ đất của mình đi thành phố Bến Tre là khoảng 10-15 cây ha anh chị. Còn đất hôm nay em giới thiệu với anh chị là đây nè. Chiều ngang của mình là 16.5m lận anh chị, từ đây ha. Ngang qua đó, ngang qua tới trụ bên đó đó, là 16.5m. Phía trước đất mình thì có đường dây điện luôn nè. Đất cao lắm chị, cao hơn mặt đường luôn à. Tại em không có chìa khóa nè, không vô trong được cho anh chị mình xem nha anh chị. Đây nè, đất cao ráo, sạch sẽ luôn á. Chiều ngang thì 16.5m. Đó. Mình vô đó. Vô đó mình nở hậu qua, hình chữ L đó anh chị. Chạy dài vô khoảng 23m. Mình nở hậu qua mấy đây. Đó. Mình về dưới. Về tới mấy hàng dừa đó anh chị. Chiều ngang qua. Phía sau mình là xã Gia Hòa đó. Đất mình thuộc xã An Quá, phía sau là xã Gia Hòa. Còn chiều dài của mình á, chiều dài đây nè. Đây dài tới dưới là 76.6m. Cho 77 nha anh chị, 77m. Đó. Đất rất là đẹp nha anh chị. Cao lắm. Mình có được 400m thổ cư. Tổng diện tích là 1.800m2 nha anh chị. Có 400m thổ cư. Chiều ngang mặt tiền quốc lộ 57 này là 16.5m lận. Xung quanh đây dân buôn bán rất là tấp nập luôn nè. Phía này là tiệm vàng Đặng Khá. Anh chị mình cứ tới còn quá, thấy tiệm vàng Đặng Khá rồi mình xéo qua. Xéo qua là vị trí đất của mình á. Đây là mặt tiền quốc lộ 57B ha anh chị. Em xin báo giá luôn cho anh chị mình tham khảo nha, là chủ kêu là 7.500.000 trên 1m2 á, cho một miếng đất có diện tích là 1.800m2. Chiều ngang mặt tiền quốc lộ 57B nè là 16.5m. Đó, mình có 400m thổ cư ha anh chị. Nở hậu ra, nở hậu ra là 29m là anh chị. Xung quanh nhà dân rất là đông luôn. Anh chị nào mình muốn làm nhà kho, nhà xưởng, ở công ty, xí nghiệp gì anh chị,
rất là tiện luôn ha. Giờ em sẽ lại dưới Cọn Quá, chạy hướng về khu nghiệp Gia Long cho anh chị mình coi dân cư đây kinh doanh sinh sống sao ha anh chị. Rồi, dạ anh chị ơi, em đang đứng dưới dốc cầu An Quá nha anh chị. Phía này là chợ An Quá nè, đất mình cách chợ An Quá, cầu An Quá là chỉ 150m à. Đó, đây có Bách Hóa Xanh, điện máy xanh rồi, kế bên đất luôn ha anh chị. Khoảng 100 đến 150m là mình có Bách Hóa Xanh, điện máy xanh, thế giới động. Bên đây là tiệm vàng Đặng Khá nè anh chị. Đặng Khá 4 ha. Đất của mình này nằm bên đây nè, đối diện tiệm vàng. Đất nằm mặt tiền quốc lộ 57B ha anh chị. Hướng này là mình đi khu nghiệp Giao Long, đi thành phố Bến Tre, huyện Châu Thành nè, đây có công ty nè. Quốc lộ này đường lộ giới rất là rộng luôn anh chị. Hai bên dân rất là đông á anh chị, có cây xăng nè. Xem video nhớ bấm like và bấm đăng ký kênh nha anh chị. Nhấn biểu tượng nút chuông nữa để nhận được những video sớm nhất từ bên em, cũng như để ủng hộ tụi em để tụi em có thêm những động lực để làm những video tốt hơn nha anh chị. Luôn nhận ký gửi mua bán nhà đất, đặc biệt là nếu anh chị nào mình muốn mua bán trực tiếp chính chủ á, là tức là em sẽ quay video đó thì up lên kênh của em, up lên trang Facebook của em đó, để số điện thoại trực tiếp của anh chị để cho khách hàng cần mình liên hệ trực tiếp với anh chị á. Còn thủ tục gì anh chị cần thì em tư vấn. Số điện thoại của em thì em để trên màn hình đó anh chị, nó cũng là số Zalo của em luôn á.
dòng xây Gia Long á chị. Nếu mình quẹo phải là mình đi cảng Gia Long á, đầu trái là đường Huỳnh Tân Phát đi thành phố Bến Tre, còn này đi thẳng là khu công nghiệp Gia Long nè. Rồi dạ em cũng xin dừng video tại đây nha anh chị. Chân thành cảm ơn quý anh chị, quý khách hàng đã ủng hộ em trong thời gian qua. Em sẽ cố gắng trao dồi thêm kiến thức để làm những video tốt hơn. Cảm ơn chân thành cảm ơn mọi sự góp ý của anh chị, mọi nút like, nút bình luận của anh chị đều là nguồn động lực để em cố gắng làm tốt hơn nha anh chị. Dạ kính chúc anh chị thật nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại anh chị trong những video gần nhất của kênh Nhà Đất Bến Tre Giá Rẻ. Dạ chào tạm biệt anh chị.